tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Nỗi đau mất đi người trụ cột gia đình cùng chỗ dựa tinh thần khiến người vợ có chồng bị nam thanh niên lái xe tải tông tử vong ở Cần Thơ khóc nức nở. Ngày 27 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Tấm Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Tuấn là đối tượng lái xe tải tông hai người chết, hai người bị thương vào ngày 26 tháng 9. Trưa cùng ngày, không khí đau buồn bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Thanh Tao, 34 tuổi, ngụ tại quận Ô Môn. Nạn nhân bị đối tượng Tuấn lái xe tông tử vong. Nỗi đau mất đi người trụ cột gia đình cùng chỗ dựa tinh thần khiến chị Lê Thị Mỹ Ngân, 30 tuổi, là vợ của anh Tao khóc nức nở. Mỗi khi có ai nhắc đến chồng hoặc lúc nhìn về di ảnh người bạn đời, chị Ngân lại òa khóc. Vợ chồng chị có con nhỏ, 12 tuổi và 8 tháng tuổi. Chị Ngân tâm sự, anh Tao làm nghề tự do, chủ yếu đi tháo dỡ công trình dân dụng, thu nhập bấp bênh. Còn chị Ngân, trước đây phụ việc cho quán cà phê ở gần nhà. Từ khi có con nhỏ, chị ở nhà chăm con nên không có thu nhập. Chị Ngân khóc nức nở. Hôm qua, anh ngẫm con trai ra trước sân chơi được một lúc thì chạy xe đi làm. Trước khi đi, anh còn dặn tôi nhớ tranh thủ rước con gái đi học về. Đó là lần cuối cùng tôi được nghe anh nói chuyện. Anh mất rồi, giờ mẹ con tôi không biết phải sống sao. Bà Nguyễn Thị B, 57 tuổi, mẹ của anh Tao, thỉnh thoảng lại bật khóc khi nghĩ đến con trai. Nhắc đến thời khắc định mệnh, ánh mắt người phụ nữ hằn rõ đau đớn khi nghe tin con trai mất. Bà B nước mắt lưng tròng. Hôm qua, vợ chồng tôi nghe tin con trai gặp nạn, liền tức tốc chạy vô bệnh viện. Lúc đó, tôi biết con trai đã mất, nhưng vẫn giấu, không cho con dâu biết. Đến 20 giờ, bệnh viện làm xong thủ tục, gia đình đưa thi thể Tao về nhà làm đám ma. Anh Tao là con thứ ba trong gia đình 4 người con. Trong các người con của bà B, anh Tao có hoàn cảnh khó khăn, làm thuê kiếm sống. Dù cơ cực, nhưng anh Tao rất mực thương yêu vợ con, siêng năng làm lụng, nên ai nấy đều quý mến. Ông Lê Hữu Sang, bí thư khu vực nơi vợ chồng anh Tao sinh sống cho biết, vợ chồng anh Tao đang ở tạm tại căn nhà của chị gái, chứ chưa có tiền mua nhà riêng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Như đã thông tin trước đó, khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, Tấm Văn Hoàng Tuấn lái xe tải biển số 84C04469 chạy tốc độ cao trên quốc lộ 91 đã tông vào nhiều người đi đường ở quận Ô Môn. Hậu quả là hai người tử vong, hai người bị thương. Sau khi gây tai nạn, đối tượng Tuấn lái xe bỏ trốn. Tuấn vào khu công nghiệp Trà Nóc tại địa phận quận Bình Thủy thì thấy xe tải biển số 84C04469 không có người trông coi, chìa khóa để trên vô lăng nên gã nhảy lên xe, nổ máy chạy đi. Nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng truy bắt đối tượng Tuấn. Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma túy. Chiều ngày 27 tháng 9, Công an thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra vụ người đàn ông bị xe tải cán tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn L, 44 tuổi và vợ là bà Lê Thị Hát, 40 tuổi, xảy ra mâu thuẫn tại nhà ở khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Sau một hồi lời qua tiếng lại, bà Hát đến khu vực đậu xe rồi lái xe tải của gia đình bỏ đi. Lúc này, ông L đuổi theo rồi bám vào cửa xe. Xe tải chạy một đoạn thì ông L bị tuột tay, ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Trân Thành đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nữ tài xế đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Hiện, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Ngày 26 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một trường hợp được xác định mất tích tại vùng lũ thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1992. Thi thể nạn nhân ngay sau khi được đưa lên đã được tiến hành khử khuẩn, vệ sinh và bàn giao cho chính quyền địa phương thân nhân để mang đi mai táng. Được biết, gia đình anh Nguyễn Văn Vũ có 4 người đều được xác định đã tử vong và mất tích. Như vậy, đến thời điểm này đã xác định được có 57 người thôn Làng Nổ thiệt mạng do thiên tai, còn 10 người vẫn đang mất tích. Các lực lượng tại chỗ của địa phương sẽ tiếp tục các phương án tìm kiếm trong những ngày tới. Trước đó, sau 15 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lũ quét ở thôn Làng Nổ, gần 400 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 316 Quân khu 2 và Biên phòng đã rút quân khỏi thôn Làng Nổ.
Nhớ lại những ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở thôn Làng Nổ, Thượng tá Nguyễn Trí Thanh, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 36 Quân khu 2, không thể nào quên được tình cảm quân dân gắn bó sau bao vất vả, cũng đến ngày chia tay, bộ đội lưu luyến rời xa Làng Nổ. Thượng tá Nguyễn Trí Thanh kể lại, những ngày qua lưu giấu trong tâm trí người chiến sĩ những ký ức không thể nào quên. Trong khu vực sạt lở, chứa đầy bùn lầy, đá hộc, đinh, dao sắc nhọn, nhưng cán bộ chiến sĩ sư đoàn 36 sẵn sàng lao xuống với mong muốn sớm tìm được các nạn nhân mất tích. Đã có những đồng chí ngâm mình hàng giờ dưới bùn, đã có tổ nhóm đi bộ hàng chục km để tìm kiếm người bị nạn. Vất vả khó khăn và cả những hiểm nguy luôn thường trực, thế nhưng không một ai ngại khó ngại khổ. Đêm hôm trước chia tay, trong căn nhà sàn nhỏ, Hạ sĩ Đỗ Tiến Nam, chiến sĩ Đại đội 6 Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 36 sắp đồ chuẩn bị rời thôn Làng Nủ. Mảnh đất này, anh đã đổ mồ hôi và cả những giọt máu thấm bùn. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, anh đã bị vật sắc nhọn găm vào chân, phải đi viện điều trị. Thế nhưng, vết thương tạm ổn, anh đã xung phong trở lại cùng đồng đội, tiếp tục công việc tìm kiếm nạn nhân. Mong sao xoa dịu nỗi đau của người dân thôn Làng Nủ. Những ngày qua, đối với chị Hoàng Thị Thiêu thật khủng khiếp khi 11 người thân bên ngoại ra đi trong trận sạt lở. Ban ngày, chị theo bộ đội đi tìm người thân bất tích, đêm vập phòng trong lo lắng, núi lở, lũ cuốn trôi. Sau khi đã tìm được người thân, chị an lòng phần nào. Thế rồi khi biết đơn vị rút quân, chị lại thấy buồn. Căn nhà nhìn ra bãi sạt lở chất đầy đau thương. Chị nói trong nỗi ngậm ngùi. Có các chú ở đây thì bớt quạnh quẽ, chứ các chú đi rồi, người Làng Nủ sẽ buồn lắm. Giờ phút chia tay, các cán bộ chiến sĩ bộ đội kết thúc nhiệm vụ, dọc con đường từ trung tâm nhà văn hóa thôn Làng Nủ, bà con đứng chật hai bên đường. Những người đàn ông nắm chặt tay bộ đội, các bà, các mẹ ôm vai chiến sĩ rồi khóc. Nước mắt của sự mến thương, cảm phục và biết ơn. Cứ thế tay nắm tay, nước mắt lại rơi. Tất cả đều xúc động rưng rưng, không nói lên lời. Hình ảnh thực sự xúc động khi hàng quân ngang qua bãi sạt lở, tất cả cùng đứng nghiêm trang giơ tay chào. Chào tạm biệt mảnh đất Làng Nủ, chào những gương mặt thân quen vừa trải qua đau thương. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985 ở khu đô thị tại Gia Lâm, Hà Nội, về các tội giết người, cướp tài sản với tình tiết định khung, thực hiện tội phạm một cách man dợ. Cáo trạng xác định, Khanh vốn làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu tại địa bàn Hà Nội và qua đây quen chị Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006. Khanh nhiều lần môi giới cho chị Nhi đi tiếp rượu với khách, giá 2 triệu đồng một lần trong 4 giờ, anh ta được hưởng tiền 25% trong đó. Khoảng tháng 4 năm 2022, Khanh cho chị Nhi vay 60 triệu đồng, lãi 2.000 đồng 1 triệu một ngày. Cuối năm 2022, chị Nhi đã trả cho Khanh 2 triệu đồng tiền lãi và 3 triệu tiền gốc, rồi dừng chưa trả dù bị cáo Khanh nhiều lần đòi. Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2023, với mục đích đòi nợ, Khanh gọi điện thoại cho chị Nhi, nói dối có khách muốn gặp chị Nhi ở nhà anh ta. Cô gái tin tưởng nên bắt taxi tới nhà bị cáo, ở tòa nhà tại khu đô thị Gia Lâm rồi cùng ăn tối, uống bia với người khác. Đến 22 giờ cùng ngày, Khanh đưa chị Nhi về nhà mình, yêu cầu trả nợ số tiền 57 triệu đồng. Thiếu nữ này nói chưa có tiền trả và tháo nhẫn đưa trước cho Khanh để trừ nợ, nhưng không được đồng ý. Thay vào đó, Khanh yêu cầu chị Nhi viết giấy nợ, để lại thẻ căn cước làm tin nhưng chị Nhi không thực hiện theo. Cho rằng chị Nhi có tiền nhưng không trả, Khanh hành hung khiến thiếu nữ ngất đi. Bị cáo sau đó lôi nạn nhân vào phòng vệ sinh, dùng vòi tắm xịt nước vào mặt và đầu, nhưng chị Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Anh ta liền bỏ mặc, ra ngoài phòng khách uống nước. Một lát sau, chị Nhi tỉnh dậy thì hoảng sợ, la hét và bị Khanh giơ dao đe dọa phải im lặng. Tuy vậy, thiếu nữ càng hoảng sợ, ngồi xuống bồn cầu, tiếp tục la hét. Khanh liền đi đến, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bị cáo sau đó nảy sinh ý định mang xác chị Nhi ra sông Hồng vứt để che giấu hành vi phạm tội, nên đã tìm một thùng xốp kích thước 80x60x50cm mang vào cửa phòng vệ sinh. Do thi thể chị Nhi không vừa thùng xốp, Khanh phân thi thể nạn nhân cho vào thùng, dán kín bằng băng dính. Tiếp đến, bị cáo Khanh lau sạch máu vương vãi, mang con dao hung khí cùng các tài sản không có giá trị của chị Nhi đi vứt tại thùng rác. Anh ta cũng gọi điện đặt một taxi đến đón nhằm chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân đi phi tang. Tới nơi, Khanh nói nhờ tài xế lên căn phòng bê nhờ thùng ổi, thực ra là thùng chứa thi thể của cô thiếu nữ.
hai người sau đó đi qua cầu Thanh Trì, nhưng Khanh thấy đông người, khó phi tang, nên yêu cầu tài xế quay về khu vực gần sông Hồng ở Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, Khanh thanh toán tiền, chờ người lái xe rời đi, mới bê thùng xốp xuống mép sông, cởi quần áo để bơi, đẩy ra xa bờ khoảng 30 mét. Tuy nhiên, phần thi thể nạn nhân vẫn nổi, nên đối tượng lấy đá đè lên. Mọi việc xong vào lúc 2 giờ 40 phút sáng. Sau khi về nhà, Khanh mang hai điện thoại di động của chị Nhi, một iPhone và một Samsung đến khu vực cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng. Khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2023, Khanh quay lại hiện trường, phát hiện một phần thi thể của nạn nhân vẫn nổi trên mặt nước, nên lấy một chiếc chăn đắp lên trên, dùng dây dù buộc lại, đặt vài viên đá đè vào. Chiều hôm sau, bị cáo đi mua khoảng 25kg xi măng, chia vào nhiều gói nhỏ nhằm mục đích để đến đêm sẽ đổ lên chiếc chăn quấn phần thân của thi thể nạn nhân. Sáng sớm ngày 13 tháng 10 năm 2023, Khanh mang theo xi măng tới bờ sông Hồng, lấy nước trộn với bữa rồi đổ lên chiếc chăn đang quấn phần thi thể của nạn nhân. Cùng ngày, anh ta bỏ trốn về quê ở Kiến Sương, Thái Bình. Trưa hôm đó, một người đang sửa cần cẩu tại mép bờ sông Hồng phát hiện một phần thi thể của nạn nhân nên báo công an. Biết mình bị bại lộ, Tạ Duy Khanh dùng dao tự làm mình bị thương. Anh ta bị bắt vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 tại phiên tòa vào sáng ngày 25 tháng 9. Do đại diện của người bị hại vắng mặt nên hội đồng xét xử đã cho hoãn tòa và sẽ mở lại phiên xét xử vào ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại 502B26, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là tổng biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam và một số thuộc cấp để tiếp tục điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. 4 cán bộ phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị cùng bị bắt khẩn cấp gồm Bùi Văn Toàn, sinh năm 1980, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, trưởng ban kinh tế môi trường, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, đối tượng từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Cao Thị Thu Hường, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trú tại chung cư 8B, khu đô thị Đại Thanh, phường Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, là kế toán trưởng tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Nguyễn Ngọc Tuyên, sinh năm 1989, trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là phóng viên Ban Kinh tế Môi trường, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Nguyễn Tất Triển, sinh năm 1978, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là phóng viên Ban Kinh tế Môi trường, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Ông Đồng Xuân Thụ và 4 cán bộ phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bị tạm giữ để điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Được biết, tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam là tạp chí trực thuộc Hiệp hội Môi trường, Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Ông Đồng Xuân Thụ phụ trách tạp chí này từ năm 2002, sau đó được bổ nhiệm làm tổng biên tập cho đến nay. Từ năm 2020, ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ Cây Trổi Vàng với danh nghĩa để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện, giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn. Núp dưới vỏ bọc của chương trình này, ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo các cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đi kêu gọi vận động các mạnh thường quân, tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia ủng hộ tiền để gây quỹ Cây Trổi Vàng. Đáng chú ý, từ danh nghĩa tốt đẹp nhân văn, chương trình Cây Trổi Vàng do Đồng Văn Thụ và tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động khởi xướng đã tạo vỏ bọc tinh vi làm công cụ để các đối tượng trong ổ nhóm cấu kết thông đồng, móc nối với nhau, hoạt động cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, ông Đồng Xuân Thụ và Bùi Văn Toàn, trưởng ban kinh tế môi trường của tạp chí, đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức cá nhân doanh nghiệp. Sau đó đe dọa đăng tải trên tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu nếu không muốn bị đăng bài về các dấu hiệu sai phạm trên tạp chí thì các cá nhân doanh nghiệp phải tham gia chương trình Cây Trổi Vàng do các đối tượng thực hiện. Trong đó, các đối tượng luôn mang theo một hợp đồng đã in sẵn với nội dung tạp chí Môi trường và Đô thị mời bị hại tham gia tài trợ cho chương trình với các mức tài trợ kim cương 300 triệu đồng, tài trợ vàng 200 triệu đồng, tài trợ bạc 100 triệu đồng,
tài trợ đồng 50 triệu đồng, tài trợ xây nhà tình nghĩa 100 triệu đồng. Đặc biệt với thủ đoạn này, số tiền cưỡng đoạt từ các bị hại là rất lớn, song Đồng Xuân Thụ và tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam gần như không chi cho hoạt động của chương trình Cây Chổi Vàng mà dùng để ăn chia phân bổ cho nhau theo tỷ lệ quy định. Để hợp thức hóa thu chi, Đồng Văn Thụ còn chỉ đạo cấp dưới như thủ quỹ kế toán vẽ ra các hồ sơ hợp đồng chứng từ khống để vận hành tổ chức chương trình Cây Chổi Vàng. Hành vi của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài gây bức xúc, nhức nhối, phẫn nộ cho các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân doanh nghiệp. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố, điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!